Này các bác nhìn đi chưa? Quá ngon chưa? Thơm phừng phức luôn đấy. Phừng phức luôn các bác. Xin chào bác. Thì vừa rồi á, có rất nhiều bác gọi điện rồi comment nhắn tin cho mình bảo là cái anh ủ cỏ bằng bao bố ấy thì nó rất là thành công. Nhưng mà bắt đầu là khi anh ủ bẻ thì nó hay bị mốc, mà thậm chí là mốc đến khoảng 4-50 phân. Đó, ở nhất là cái mặt trên này các bác này. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bác là đó là cái phương pháp làm sao để khi mình ủ cỏ, ủ ngô vào trong cái bể này này, nó đỡ bị mốc. Chứ nếu mà bị mốc giả sử như là 4-50 phân như thế này thì lúc ấy bỏ rất là phí. Bởi vì là ngô mình phải trồng, phải mua, mất rất nhiều công, mà tốn rất nhiều tiền, cỏ cũng vậy. Xong bắt đầu lại công ủ mọi thứ nữa, thì tính ra cái chi phí nó quá cao, đúng không ạ? Chính vì vậy như giải bác là hôm nay mình sẽ chia sẻ với bác làm sao để mình ủ cái ngô, ủ cỏ ở trong bể này nó được thành công. Ở cái nguyên tắc chung của cái ủ ngô, ủ cỏ á, để bảo quản thức ăn cho châu bò á, thì đó là một cái phương pháp tích trữ thức ăn. Và cái nguyên tắc ủ á, thì chúng ta phải ủ đó là yếm khí. Tức là khi mình ủ là mình phải lèn chặt để đẩy hết không khí ra ngoài, đẩy hết oxy ra ngoài, để cái vi sinh vật hiếu khí nó phát triển. Nếu mà cái khối ủ của bác mà không được lèn chặt thì không khí ở trong cái khối ủ của mình còn rất nhiều. Vì vậy á, là cái pha hiếu khí nó phát triển lâu và gây ra hiện tượng đó là có thể là hỏng cái ngô rồi cỏ khi mình ủ. Đối với ủ bể này thì nguyên tắc cũng như ủ bao bố thôi. Đó là các bác làm sao để lèn chặt này, các bác làm sao để đè chặt rồi đẩy hết không khí ra ngoài này. Rồi chúng ta phải có cái hệ thống bể, xây cái hệ thống bể nó chuẩn này. Rồi xung quanh bể rồi chúng ta phải làm những cái công việc, giả sử như là có những cái lớp màng, giả sử như là chúng ta sử dụng những cái dòng đó là bạt này, rồi túi bóng này, để tránh hiện tượng đó không khí nó vào trong khối ủ của mình. Khi đó là các bác ủ thì nó mới thành công được. Thì mình chia sẻ lại với các bác là như thế này. Đối với lại cái cây ngô ủ hay là cỏ chẳng hạn, khi chúng ta thu hoạch thì nó phải đủ độ tuổi. Đủ độ tuổi thì lúc đó là cái độ ẩm ở trong cây ngô, trong cái thân cây cỏ đó nó thấp, nó chỉ rơi ở tầm khoảng từ 75 đến dưới 85%. Cái độ ẩm như vậy nó mới đảm bảo. Nếu mà giả sử như là độ ẩm nó cao quá, trên 85% chẳng hạn, giả sử như cây ngô non lẽ ra là các bác ủ rơi tầm khoảng 95 đến 100, thậm chí là mùa đông này phải rơi tầm 110 ngày cơ. Hoặc là cỏ voi chẳng hạn, nếu mà các bác cắt rơi tầm khoảng 30 hoặc là 40 ngày, nó non quá, cái tỷ lệ nước trong cái thân cây đó nó rất là nhiều, độ ẩm nó có thể lên đến trên 85%. Và nếu độ ẩm trên 85% nó sẽ gây ra hiện tượng đó là bị lũng, bị thối, bị hỏng. Vi sinh vật yếm khí nó sẽ không phát triển được và gây ra hiện tượng đó là có mùi và gây ra ướt, hỏng hết ngô với cỏ mình ủ ngay. Để các bác ủ được thành công thì vấn đề đầu tiên các bác phải lựa chọn nguyên liệu nó tốt và độ ẩm nó phải hợp lý, rơi vào tầm khoảng trên 70% và dưới 85%. Đấy là cái vấn đề đầu tiên ha. Và vấn đề tiếp theo là các bác phải xây cái bể ủ nó hợp lý. Và sau khi các bác đó là thiết kế bể ủ xong thì các bác phải chuẩn bị nó nguyên liệu này. Rồi các bác phải chuẩn bị những cái này, giả sử như là bạt này, giả sử như là túi bóng này, hoặc là rơm này. Như mình đã hướng dẫn các bác ủ rất là nhiều rồi. Giả sử như là cái thành bể này này, nếu mà chúng ta mà không có cái bạt này che vào á, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là không khí nó vẫn len lỏi vào trong cái khối ủ của mình, nó không được hiệu quả. Vì vậy là mình làm rất là kỹ. Lớp bên ngoài này mình phải cho một lớp bạt. Đó, mình phải cho một lớp bạt như thế này. Lớp trong này mình lại cho một lớp túi bóng này nữa. Hai thành này á, thì mình đều làm như vậy. Và sau khi đó là mình đã chuẩn bị cái bể ủ rồi, thì lúc đó là lớp dưới cùng này thì mình cũng cho một lớp rơm. Lớp dưới cùng mình cũng cho một lớp rơm. Các bác thấy không? Rơm vàng ngon không? Quá ngon không? Tuyệt vời không? Đó, quá ngon luôn. Này không bỏ thế nào luôn các bác. Thì sau khi chúng ta cho một lớp rơm, nó cũng mỏng mỏng, rơi tầm khoảng 3-5 phân thôi. Thì cái lớp rơm này sẽ có tác dụng là khi mình ủ, mình lèn á, thì bắt đầu là cái pha hiếu khí, pha yếm khí nó phát triển.
Và lúc đó là nước sẽ bốc hơi, hoặc là giả sử như là có nhiều nước quá nó sẽ ngấm xuống dưới này. Và rơm này sẽ có tác dụng đó là hút ẩm, nó tránh hiện tượng nó là thối, thối bên dưới hoặc là bên trên nó bị mốc. Và đối với ngô cỏ thì mình cứ băm ra, rồi dày rơi tầm khoảng 20 phân, sau đó là mình cứ rắc men lên. Và sau đó là mình sẽ dùng máy xúc hoặc là mình sẽ lấy cái xẻng xúc đó. Xúc vào đây rồi anh em lèn chặt. Hoặc là nhiều bác có thể là dùng máy, đó là phụt vào đây chẳng hạn. Và cứ 30 phân thì các bác rắc một lớp men trộn với cám ngô cám gạo. 30 phân các bác rắc một lớp men trộn với cám ngô cám gạo. Và cứ từng lớp như vậy thì chúng ta sẽ đó là đến lớp cuối cùng như thế này. Thì các bác cũng lèn chặt lớp trên cùng này thì mình cũng cho một lớp rơm. Và sau đó là mình lại cho một lớp túi bóng lên trên mặt trên này nữa. Và úp túi bóng này, úp cả cái bạt này, úp vào như kiểu mình gói bánh chưng nữa các bác. Và trên thì mình lại cho một lớp bạt nữa. Và sau đó là mình sẽ lấy cái bao cát hoặc là lốp xe đè lên trên. Đó, và khi mình ủ như vậy á, là nó sẽ giúp cho nó cái tỷ lệ thành công nó rất là cao. Và các bác có thể thấy đây. Đây. Rất là vàng. Cực kỳ thơm, cực kỳ vàng, cực kỳ ngon luôn các bác. Đó. Và đây ạ, các bác có thể thấy là ở trên này thì mình chỉ mất một tẹo thôi. Một tẹo là nó bị mốc thôi, mà hầu như là không có mốc. Những cái này mình cho bò thịt vẫn ăn bình thường, hầu như không mốc ở đây là bác này. Nếu mà giả sử các bác mà mốc rơi tầm khoảng 30-40 phân là các bác không thành công rồi. Nhưng mà đây, kể cả lớp trên cùng như này, các bác có thể thấy là vàng rộm như này. Rất là ngon, rất là thơm. Đó, cho bò ăn hết được ha, các bác cho bò ăn hết được. Đấy, ủ cỏ ủ ngô đơn giản mà. Này, này, vàng rộm luôn các bác. Đây. Đây, các bác nhìn đi chưa? Quá ngon chưa? Thơm phương phức luôn đấy. Phương phức luôn các bác. Nhiều bác hỏi là sau khi ủ như thế này thì bao nhiêu ngày thì mình cho ăn được? Thì tùy từng loại men. Có những loại men rồi tầm khoảng từ 21 đến 25 ngày chúng ta có thể mang cho bò ăn được rồi. Còn có những cái loại men có thể là rơi tầm khoảng 45 ngày cơ mới cho ăn được. Đó. Còn nhiều bác cũng hỏi nữa là sau khi ủ như thế này thì mình có thể là bảo quản được bao nhiêu lâu? Thì chúng ta có thể là bảo quản được rơi tầm từ 6 đến 8 tháng các bác nha. Đó. Có một cái vấn đề nữa là cũng nhiều bác thắc mắc là nếu mà giả sử như là chúng tôi mà không có cỏ xanh thì cho ăn nguyên cái ngô ủ hoặc là cỏ ủ này được không? Thì chia sẻ với bác là vẫn cho ăn bình thường, nhưng mà các bác cố gắng là tăng rơm lên. Bởi vì là những cái dòng ngô ủ rồi cỏ ủ như thế này á, là sau khi nó lên men á thì nó sẽ làm cho đó là cái độ axit nó giảm xuống. Tức là sau khi đó là chúng ta ủ như thế này á, là cái độ pH của nó, của cái khối ủ này này, nó sẽ giảm xuống. Thì độ pH trung bình rơi tầm từ 4 đến 4,5. Thì độ pH axit ấy thì nó sẽ làm cho đó là vi sinh vật không hoạt động được, và nó sẽ làm cho nó bảo quản cỏ. Đó, cái cơ chế nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Và nếu mà chúng ta mà cho ăn những cái loại thức ăn nó chua quá chẳng hạn thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là cái vi sinh vật trong cái dạ cỏ quần trâu bò nó phát triển nó sẽ kém. Vì vậy là nếu các bác cho ăn nguyên cái cây ngô ủ hoặc là cỏ ủ chẳng hạn thì các bác phải bổ sung thêm rơm vào để nó cân bằng cái độ pH trong cái dạ cỏ quần trâu bò. Độ pH từ 6 đến 7 là cái độ pH sẽ giúp cho vi sinh vật nó hoạt động tốt nhất. Còn nếu mà độ pH dưới 6 thì gây ra bất hoạt hệ vi sinh vật. pH dưới 5 thì có thể là gây ra giết chết vi sinh vật trong dạ cỏ. Vì vậy là có thể là nhiều trường hợp nó cho ăn cái cây ngô ủ này cho ăn nhiều quá, gây ra cái hiện tượng đó là bị tiêu chảy hoặc là bị chướng hơi dạ cỏ là chuyện bình thường các bác nhá. Đó. Đấy, cái phương pháp ủ rồi kỹ thuật ủ cũng chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì khó. Quan trọng nhất đó là các bác phải làm đó là cái bể ủ nó phải chuẩn này, cái nguyên liệu là các bác phải chọn lựa cái nguyên liệu nó hợp lý này, nó tốt này, và đảm bảo độ ẩm của nguyên liệu này. Đó. Rồi tiếp theo là cái phương pháp ủ thì đấy, các bác chỉ cần đó là cho bạt rồi cho túi bóng vào như thế này thôi, rồi ủ cho vào, các bác lèn chặt rắc men vào lớp trên cùng thì cho một lớp túi bóng, sau đó là đậy bạt vào là xong, lấy vật nặng lèn chặt lên trên là ok rồi các bác. Rất là đơn giản. Đó.
Và trong tất cả các bước này thì các bác tuyệt đối đó là không bao giờ đó là bỏ một bước nào các bác nhá. Kể cả đó là xây bể là các bác phải xây hình côn. Thứ hai á là cái bạt rồi túi bóng này các bác phải có này. Vào nhiều trại mình thấy là cái bạt này ấy có nhưng mà túi bóng này không có. Bạt này nó là cái chống chống không khí nó sẽ kém hơn so với cái túi bóng này. Và mình kết hợp cả hai này nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Rồi tiếp theo các bác phải sử dụng thêm men để giúp cho nó là cái vi sinh vật nó hoạt động. Nó sẽ giúp cho nó là cái hàm lượng dinh dưỡng, độ pH mọi thứ ở trong cái cây cỏ này này, cây ngô này này nó mới đảm bảo được.